ru nha, quá sướng luôn đó xe. Rồi chào anh em Fujilet nha, con Fujilet sáng ăn Tết cho anh em là chạy không nổi nha. Xe này thì có làm cái nồi hãng rồi, bị tình trạng là tuột nồi nha, tuột nồi chạy không nổi nha. Thì qua em nhận làm lại vũ xe nha. Nói chung là dù anh em làm ở đâu thì qua bên em vẫn nhận làm lại cho anh em ha. Em không phân biệt là anh em làm ở tiệm này nha, dù ngon hay dở gì hết nha. Rồi em sẽ giới thiệu sơ qua phần cái bộ nồi cũ rồi em đi anh cấu hình cái bộ nồi mới nha. Đây thì cái nồi cũ thì đang đi là cái nồi bố hãng nha. Đây bố này bố hãng nè ha, bị tình trạng là nó chạy bị tuột ha, đó tuột nè. Cái chuông này thì không phải chuông hãng nha, đó. Chủ xe nói là làm nồi hãng nhưng mà phải xài chuông lô nha. Đây là chuông lô nè, đó. Và chuông này thì có vớt qua sơ sơ nè ha, đó vớt mỏng nhẹ nè, đó. Rồi cái nào lô thì em sẽ nói lô, còn cái nào hãng thì nói hãng nha. Đây và đang đi là ba lò xo lớn và xo nhỏ nè, đó ba lò xo bự ha và ba lò xo nhỏ nè, đó. Thì cái này thì em không xài, bên em thì đi 6 cái lòng xo đồng đều nha. Phần cái bộ nồi sau thì bị tuột lốt rồi, đó. Phần cái bố này bố hãng nha, bố hãng nè ha, và nó đang xài là sắt lô nha, đó sắt lô nè, đó. Em nói cái nào lô là em nói lô ha, đó đang xài là hai sắt zin nè, một sắt lô nè, sắt lô có lỗ nè ha. Đây là bố đúng là bố hãng, đây anh chủ xe nói đúng nha, đó. Phần cái bị tuột nồi nè, tuột nồi ra bã là rất dơ nha, đó thấy không, rất là dơ nha, em đã rửa xăng rồi vẫn còn rất dơ nha. Rồi cặp nhôm nồi thì đang bị tình trạng là mòn lõm này, không còn cái độ phẳng ha, mòn lõm nha, đó. Cái bộ chủ xe yêu cầu em là làm thêm phần tăng cam nha, tại vì xe này chạy ráp vào ha, thì tăng cam chủ xe nó bị hư rồi, bị hư bể bánh răng thôi nha, đó. Phần cái ống sáo thì bị mòn nè, sên cam thì bị giãn sên cam rồi, giãn sên cam nha, đó. Phần cái bộ bánh lồng bánh đỡ để mòn chai ha, mà bánh lồng thì hư nhiều hơn ha, bánh đỡ thì nó bị sọc âm xuống hai đường, còn bánh lồng thì bị khuyết luôn rồi đó. Cấu hình thì em sẽ đi lại với chủ xe này là combo là full của bộ nồi Thái ha, đầy đủ rồi để cho anh em chơi nè. Thì sẵn đây thì em sẽ cho anh em tham khảo giữa bố Thái bản lớn và bố Thái bản nhỏ luôn nha, đó. Chúng tôi em sẽ đo cho anh em luôn, anh em không cần phải chờ đợi nha. Thì em gồm có là phần cái một cái chuông nồi zin Thái này trắng đẹp luôn ha. Đây là cái chuông Thái, còn đây là cái chuông lô nè, đó chuông Thái rất là đẹp ha, và mã số đủ cho anh em ha. Rồi cái chuông lô thì nó không có cái mã số gì hết nha, trắng trơn ha, đó. Và trong này nó có vớt sơ qua nè, đó. Thì anh em lưu ý ha, làm nồi hãng thì vô hãng làm, chứ đừng có nói là làm nồi hãng mà ở ngoài ha, thì không đúng cái nồi hãng đâu, đó. Phần cái bố ba càng thì em đi là bố Thái dài bản lớn nha, đó một nè, 1, 2, 3 em đi là bố Thái dài bản lớn chủ xe luôn. Rồi sẵn đây sẽ em dùng chủ xe là dùng là bố Thái bản lớn nha, thì anh em phân biệt dùng mình ha. Đây em đã khui cho anh em luôn rồi ha, là bốn nó bố zin Thái bản lớn nè, 1, 2, 3, 4 ha. Đây sẵn em có cái thằng là bốn nó bố Thái bản nhỏ ha, đây là bố Thái bản nhỏ ha, để cho anh em luôn. Thì cái chất liệu á thì nó vẫn như nhau nha, nhưng mà cái bố bản lớn nó sẽ bền hơn. Thì sẵn đây em sẽ đo cho anh em luôn ha, đo cho anh em để cho anh em tham khảo luôn. Đây là cái thước số nha, rất là chính xác ha, nó sai số rất là ít ha. Rồi em sẽ test cho anh em để cho anh em tham khảo ha, đó em cho mức về mức không cho anh em nha. Rồi về mức 00 ha, đó 00 ha. Rồi quay sát cho anh em coi nè, mức 00 nha. Rồi em sẽ cho anh em coi cái bố Thái bản lớn nó sẽ là dày bao nhiêu nha. Đây bố Thái bản lớn ha, đây bố Thái bản lớn nó sẽ là 6 ly 6 8 nha, 6 ly 6 8 nha. Rồi còn anh đo bố Thái bản nhỏ thì nó được nhiêu ly đây, đó bố Thái bản nhỏ chỉ được là khoảng là 4 ly 3 ha, 4 ly 3 nha. Tính ra là thằng kia nó hơn là chủ anh em là 2 ly 3 đó, thấy không, bố Thái bản nhỏ chỉ là 4 ly 3 thôi đó, thì gần như gấp đôi cái phần cái bố cũ của anh em ha, rất là bền nha. Đó thì còn bố Việt Nam thì nó còn bản còn nhỏ hơn nữa, thì em chỉ ưu tiên là dùng là bố Thái bản lớn nha. Đó thì tại sao á mà ở trên thị trường vẫn có bố Thái nha, thì nhiều anh em nhập cái bố Thái bản nhỏ này về nè để lắp khách nè, đó thì em ưu tiên là dùng cái bố Thái bản lớn. Bố bản nhỏ này thì giá thành nó chỉ là chưa tới một nửa của thằng bố Thái bản lớn nha, bố Thái bản lớn thì bền hơn và nó giá tiền nó sẽ mắc hơn nha. Thì em sẽ nhập nguyên lô về cho anh em luôn, còn cái bố này thì em chỉ nhập vài bộ về cho anh em thôi, nói chung là em nhập số lượng tầm khoảng 20 bộ thôi. Thì nhiều anh em ít tiền á thì em sẽ xài cái loại bố Thái bản nhỏ này, đó đúng zin Thái nè, quay sát cho anh em coi luôn nha, đó để cho anh em khỏi thắc mắc ha. Đó mã số mắc in Thái Lan nha, mắc in Thái Lan đó, zin sát cho anh em luôn, mắc in Thái Lan ha, bố Thái bản nhỏ nha. Còn em dùng là dùng bố Thái bản lớn nè, chất liệu màu sắc là như nhau đó, y nhau nha, không khác gì hết ha. Đó một chiếc mặt sân một cho anh em luôn đó. Khấu hình sắt ha, sắt thì em dùng chiếc xe combo là sắt zin Thái ha, combo là ba sắt zin Thái, em không đi sắt lô, sắt lô có lỗ sẽ bào vố của anh em ha, sắt zin Thái vô xe. Cái phần cái bộ lò xo thì em dùng là 6 lò xo mới đồng đều nha, em không xài lò xo lớn lò xo nhỏ ha. Đó tại sao lại xài lò xo đồng đều ha, sẵn đây em sẽ review cho anh em trực quan cho anh em dễ hiểu luôn. Đây đó em sẽ xài là 6 lò đồng đều ha. Khi mà anh em mà xài ba cái lò xo lớn, ba lò xo nhỏ đúng không, thì nó sẽ là bị tình trạng là chỗ ăn đều cho không đều ha. Đó thì cái những chỗ mà cái lò xo lớn nằm đây thì nó sẽ ăn mạnh đây ha, ăn mạnh đây nè, đó những cái lò xo cho đây nó ăn mạnh ở đây rồi ha, đó dẫn tới tình trạng là chỗ đây nó sẽ mòn nhiều nhất nha, những chỗ mà em chấm đây này nó sẽ mòn nhiều nhất ha, và những chỗ ở
ở đây thì nó sẽ không ăn hoặc ăn nhẹ nha, dẫn đến tình trạng là xe bị tụt nồi nha. Đó thì anh em là khuyên anh em đừng có đi lò xo lớn, lò xo nhỏ nha. Đó những là đi là 6 lò xo đồng đều ha. Tại vì tại sao thằng kỹ sư thiết kế là 6 lò xo đồng đều? Tại vì nguyên tắc nó sẽ ăn đều nha, ăn đều, không nên là đi là xo lớn nhỏ, trừ khi mà bất khả kháng không có lò xo thôi. Đó. Phần cái cặp nhôm thì em đi là full nục nhôm ha. Đó rồi, em giới thiệu sơ qua phần cái bộ tăng cam Nhật bên em ha. Bên em xài thì đồ tăng cam Nhật cho nó bền nha. Đó. Tăng cam dùng của xe là tăng cam là Nhật nha, mắc in cha băng này đó, có chữ số đầy đủ trên ha, mã in cha băng đó. Nếu mà không đúng mắc in cha băng thì không phải còn cam bên em nha. Em dùng là xin cam DD Nhật nha. Đó. Có tem chống giả đầy đủ cho anh em ha. DD Nhật rất là bền nha. Rồi. Phần cái bộ bánh lồng Nhật luôn, đó bánh lồng là sẽ có chữ mắc in cho băng nè. Rồi phần cái ống sáo nè, bánh đỡ nè ha, bánh đỡ, lò xo nè, và phần cái này là gọi là cái cao su cần tăng cam nha, cao su tăng cam nè. Đó. Anh em mà muốn làm cấu hình cái bộ nồi Thái thì ghé bên Độ Xe Việt Nam ha. Thì hôm nay em sẽ giải thích thắc mắc cho anh em luôn. Đó thì bên em sẽ dùng là bố Thái bản lớn, rất bền cho anh em ha. Và nó không chất liệu là không khác gì bố Thái bản nhỏ nha. Đó thì em sẽ ưu tiên những cái đồ tốt nhất để dành cho những anh em làm bên em và em bảo hành lâu dài ha, làm bên em thì sẽ có bảo hành. Rồi em cảm ơn anh em phụ trợ rất nhiều ha. Chào. Rồi em chào anh em phụ trợ LED nha. Xe này thì bị làm cái nồi hãng bị tuột nồi, em làm lại cái nồi Thái cho chủ xe cho nó bền nha. Đó em sẽ đi là bố Thái bản lớn cho anh em luôn. Đó bản lớn rất bền nha, và rất ba lần cái phần cái bản nhỏ cho anh em ha. Rồi đầu tiên em cho phần cái lá bố nồi với phần cái đế nồi nha, anh em đúng chiều không? Chiều côn thì nằm dưới nha, còn có chiều bén nằm trên nha. Đó chắc vậy luôn, cứ combo xen kẽ nha, bốn bố ba sắt ha. Đó, sắt thì có hai chiều, anh em để chiều côn nằm dưới nha. Đó em tiến hành là cho đầy đủ không, bốn bố sắt. Còn phần cái bộ nồi cũ bên kia đó, bộ nồi cũ thì trả lại cho anh em ha. Rồi phần cái bộ nồi mới này em đi là combo là full bốn bố ha, bốn bố ba sắt, cặp nhôm nồi, 6 lò xo nồi nha. Em đi là đi bố bạn lớn. Rồi em tiến hành là siết đều ba con tán, siết 6 lò xo nồi, siết đồng đều ba con nha. Sau đó định tâm lại phần cái lò xo nồi ha, rồi tiến hành cho phần cái bộ chuồng heo nồi sau đó, tiến hành cho lồng đền chặn đế vô. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô, tới nguyên cùng bố bá càng nồi trước. Em đi là full là bố nồi dinh thái bạn lớn nha, cho nó bền ha. Đó quá đã luôn. Tới phần cái lồng đền chặn phe, lồng đền outside tán nồi trước nha. Rồi em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau ha. Rồi sau đó lắc kê lại ba con tán, siết 6 lò xo nồi sau nha. Đó anh em lấy là kiểm tra lại phần nồi sau luôn nha. Rồi sau đó sẽ lắc kê lại toàn bộ cái lồng đền chặn phe nồi trước cho anh em ha. Đó làm rất kỹ lưỡng cho anh em. Bên kia thì đang thay tăng cam Nhật nha. Rồi em lắc kê lại toàn bộ cái lồng đền chặn phe nồi trước nè. Sau đó tiến hành là cho cái nắp lọc nhớt ly tâm vô, em siết đều ba con ha, khỏi bị tẹt nhớt ra ngoài nha. Ở giữa nó sẽ có một miếng răng ha, anh em lưu ý là lắp kính nha, để khỏi bị tẹt nhớt ra ngoài, nhớt là nhớt nuôi dơ nha ha. Rồi bên này thì em thay full bộ tăng cam Nhật nha, nó cần tăng bánh tăng, xin cam bánh lồng ống sáo, cao su ống sáo, nói chung là full combo full bộ luôn, bao cho anh em xài đời đời ha, quá đã luôn. Đó quá sướng nha ha. Đó, anh thay là full combo nguyên bộ nè. Đó xin cam, dùng là xin cam DD nha, Nhật nha, rất bền ha. Rồi em hành cho phần cái ống sáo vô, ống sáo lò xo ống sáo vô ha, và bánh đỡ nữa. Em tiến hành là siết đều ba con tán, siết nắp đều giống như đi tâm nha, siết đều ha. Sau đó tiến hành là cho phần cái bạch đạn nồi cò muỗng vô và test cho anh em ha, cấu hình bộ nồi Thái và tăng cam Nhật bên Độ Xe Việt Nam ha. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đó sáng giờ em làm rất nhiều con full chờ nha, tác nhẹ nhất full chờ mới là một cái nồi Thái tăng Nhật bên Độ Xe Việt Nam. Em ru nha, quá sướng luôn. Đó xe này làm cái nồi hãng bị tuột rồi, qua em bảo dưỡng lại nha. Đó phun bộ nồi Thái tăng cam Nhật ha, em ru cho anh em luôn. Đó tha hồ anh em chạy nha, không bao giờ bị tình trạng tuột nồi và hư nồi ha, và tăng cam rất bền. Đó em làm xong sẽ bảo hành đầy đủ cho anh em, để cho anh em đi chơi nha. Đó đi chơi, đi phượt, đi bào ha. Xe này thì chủ xe bào ráp nha, rất là chạy rất là nhiều cái số ha, một ngày chạy 200 cây nha. Nên cái nồi hãng là chạy chỉ được một thời gian là tuột nồi liền thôi. Đó giờ em làm lại của mình cái nồi Thái là bao bền cho anh em luôn. Rồi lên thôi nha, phun nồi Thái nha. Đó em rút đó, phun chờ led nha, 125 ha, phun nồi Thái êm bền nhẹ nhàng. Đó em bảo hành cho anh em lâu dài nha. Đó thì có trong quá trình bảo hành mà chụp giặt thì em bảo hành miễn phí, không bao giờ tốn tiền nha. Đó tha hồ chạy, đó rất là bốc ha, nhích lên thôi, quá sướng ha. Phun nồi Thái dòng phun chờ led 125 quá đã. Làm xong anh sẽ viết hóa đơn nè cho anh em chơi nha. Rồi em cảm ơn anh trai phun chờ đã tin tưởng ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam.